Rồi, chào anh em. Bữa nay mình khui thùng, mình đặt hộp con máy cưa MS250 tin. Em mới cắt băng keo ra. Coi trong này nó gồm có cái gì. Tiếp mở bogi. Dích chỉnh. Mình bỏ đây đi. Làm là bánh xe này thì nó khoảng 30 mắt rưỡi, hộp giấy vô làm, hộp làm sách hướng dẫn sử dụng. Sơn. Rồi, sơn nó tin luôn. Rồi, bắt đầu tới con máy. Chắc bài. Chỗ thùng nó quăng bên này. Rồi này của Gumani MS250. Cái Gimani, chúng ta là Gumani, Gimani Estin MS250. Chất lượng luôn. Nắp xăng, lọc xăng, quả bíp.